cảm ơn tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Quang Lê, Phi Nhung, Hóa Lan và Điệp. Lần đầu tiên hai danh ca hải ngoại sẽ tái hiện lại vở Lan và Điệp trên sân khấu ca nhạc. Quang Lê và Phi Nhung vốn là những cái tên quen thuộc với khán giả ở dòng nhạc trữ tình quê hương. Cả hai đều đã rất thành công trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại. Tuy nhiên, với khán giả trong nước, rất hiếm khi có cơ hội cả hai đứng chung trên sân khấu. Tại live show Quang Lê hát trên quê hương diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới đây, cả hai sẽ có những phần kết hợp đặc biệt. Cả hai sẽ cùng nhau thể hiện những ca khúc như Kiếp Cầm Ca, Tương Tư Nàng Ca Sĩ và Sông Quê. Tuy nhiên, tiết mục đặc biệt nhất đó là vở Lan và Điệp. Cả hai sẽ đảm nhận vai chính trong vở cải lương bất hủ này. Đặc biệt, tiết mục này còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Minh Nhí Ngân Quỳnh và Quách Tống Du. Tiết mục này hứa hẹn sẽ lấy rất nhiều tiếng cười và nước mắt của khán giả. Tại đêm diễn cuối, trong chuyến về Việt Nam trước khi qua Mỹ này, Quang Lê sẽ gửi đến khán giả những ca khúc mới nhất trong album vừa phát hành, Chuyện Tình 10 giờ. Bên cạnh đó, anh còn thể hiện một số ca khúc được khán giả yêu thích trong live show hát trên quê hương từng được phát hành DVD thời gian qua. Quang Lê cũng tiết lộ anh đã mời được MC Kỳ Duyên để đảm nhận vai trò dẫn dắt khán giả trên sân khấu. Live show hát trên quê hương lần này được Quang Lê thực hiện ở một sân khấu bình dân với mong muốn mang tiếng hát của mình đến với những khán giả không có cơ hội thưởng thức trong đêm nhạc trước đó của anh tại nhà hát Hòa Bình. Với giá vé khá mềm, hy vọng khán giả sẽ đến với anh và thưởng thức trong đêm trọn vẹn được dàn dựng công phu.